bạn xem nào. Tôi mở ra. Xong rồi, thì bây giờ tên tôi gì nhỉ? Tôm đầu hay tôm mắt? Con tôm mắt thì con tôm mắt màu xanh nhỉ? Cái gì nhỉ? Tôi là cái lưỡi nhé. Tôm
bây giờ con dương tô gì nhỉ? Tô cái đuôi. Từ từ tô đuôi màu đen mà. Các bạn đi.